quay cái món gì. Đây là cái món mới bắt gặp trên con phố Sài Gòn đây. Thì mình đang đi ở quận Gò Vấp, thấy cái quầy bánh mì này, mình ghé vào. Hẳn các bạn mà đành ăn vặt thì các bạn biết món này là món gì ha. Cái món bánh mì nướng muối ớt cực kỳ rẻ, cực kỳ bình dân. Những miếng bánh mì được tẩm bơ và muối ớt để nướng lại, sau đó sẽ được cắt ra nhỏ nhỏ thế này, để thêm mỡ hành vào và các nguyên liệu giống như là tôm, chả hay là trứng cút hay là dăm bông. Cả tương và sốt mayonnaise nữa, trở thành cái món quen thuộc của giới trẻ hay ăn vặt ha. Rất là đơn giản, 10.000 một phần. Được cán dẹp ra và được quét lại cái bơ và dầu và đem lên bếp lửa nướng. Ngoài ra còn có quét thêm muối ớt và một tí mắm nữa. Những cái hũ dầu, những hũ gia vị sa tế và ớt, đường, bơ được để ngay bên cạnh cái bếp than, và những ổ bánh mì được cán dẹp ra như thế này, sau khi được nướng xong sẽ được cắt nhỏ và thêm trà bông ruốc hay là chả hay là mỡ hành, sẽ được bán với giá là 10.000 đồng. Những cái gia vị mà cô chủ nhỏ quét lên những cái ổ bánh mì mà nướng ớt của mình đây. Đây là thấy cô chủ nhỏ này quét bơ nè, rồi đây là hũ dầu nè ha, dầu cho bóng và khỏi cháy đó, sau đó là mình thấy là nước mắm nè. Và sau cùng là như là nước đường hơi keo keo. Mấy giờ tới mấy giờ em? 3 giờ đến 10 rưỡi. 3 giờ chiều tới 10 rưỡi hả? Em bán ở đây lâu chưa? Chủ em bán lâu rồi, em bán mấy tháng. Điểm bánh mì nướng muối ớt này là ngay góc chéo với lại Vincom và La Gia của quận Gò Vấp nha các bạn.
nằm ngay ngã tư Phan Văn Trường với lại Nguyễn Thái Sơn, cũng là một cái quán bánh mì nho nhỏ. Tiệm này có tên là Y Phương, nằm ngay góc ngã tư luôn nha các bạn. Với món bánh mì nướng ớt chỉ có giá là 10.000 đồng thôi. Bánh mì được nướng trên bếp lửa than với lại những cái gia vị muối ớt hoặc là bơ hoặc là dầu mắm sẽ được cắt nhỏ ra và thêm những cái sốt tương và mặt cả marinade, đó là thêm những cái thành phần mà các bạn thấy đó. Chiếc bánh mì được ép dẹp lại và được nướng trước, và khi khách tới là chỉ việc nướng lại cho nóng thôi. Đơn giản và cực kỳ rẻ nữa mà đầy đủ thành phần, giới trẻ rất là hay mua ăn. Bây giờ mình thấy khách ghé liên tục thì chắc một ngày chắc cô bé này bán chắc cũng rất là nhiều bánh mì nướng ướt như thế này lắm đây. Đứng gần cái lò lửa thì nghe cái mùi bánh mì bốc ra thì cũng thấy là nóng được, mà ăn cái món bánh mì nướng ướt cây cây thì biết sao mấy bạn nữ này thích ăn gì. Em có hay mua cái món bánh mì nướng muối này không? Có. Em thấy giá 10.000 ổ là mắc hay rẻ em? Rẻ. Nếu mà mua giữa bánh mì thịt với bình thường với bánh mì này thì em thích ăn bánh mì nào không? Thì ngon hơn. Nó đầy đủ gia vị hơn ha. Lúc vắng khách với lại không có khách là cô chủ nhỏ lại lột trứng để sẵn, khi khách vào thì làm cho kịp. Ngay như vậy là em bán khoảng bao nhiêu cái bánh mì nướng ướt em? Đây bữa anh 100, nói chung là cũng trên dưới 100 ổ bánh mì mỗi ngày hả em? Nếu mà mưa mà tặng liền á thì bán được, mà mưa suốt thì đâu bán được đâu. Cái món này là năm ngoái năm kia rất là hot trong giới trẻ các bạn, giờ cũng đỡ nhiều rồi. Món ăn nào cũng có một thời gian nó rất là hot. Cái này được dường ngôi vị lại cho những cái món mới, món độc đáo hơn và ngon hơn.